Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng dân cả nước đã đến với kênh Cuộc Sống Kinh Tế Hậu Giang của mình. Thưa cô chú anh chị, mình xin review cùng cô chú anh chị các bạn mấy cây mai giảo bạch kim của mình thích quá, mình mua mình chơi này nha quý cô chú anh chị nha. Hoa nở về đêm nha quý cô chú anh chị. Cây này bông có 2, 4, 7 cánh nè cô chú anh chị. Bông này nữa nè, 3 này, 8 cánh này cô chú anh chị ha. Giả bạch kim nha cô chú. Giả bạch kim là bông nó cẩm thạch nè, lá nó cẩm thạch hơi ửng hồng một xíu nha cô chú. Cái này nó cũng một dạng bông chùm nha cô chú anh chị. Em không có ở không, em đặt lá cho cô chú anh chị kiều viên nguyên cây cho cô chú xem ha. Bông nó nè, nó có cái nụ nó chuẩn bị nở nữa nè cô chú anh chị. Đó nha, cái nụ chuẩn bị nở của nó nè. Bông của nó, cái bông chùm này nó được 4 bông nè, cái này thì được 2 bông. Đó, rất là dễ thương ha cô chú. Nè, cái này ở dưới này nó được 6 cánh ha cô chú anh chị, 5, 7, 9, 12 cánh nó tùm lum hết trơn. Đó, như cây này nè cô chú anh chị thấy cây này ha, cái này đã rụng một mớ bông rồi nè. Còn nụ này mai sẽ nở nè cô chú. Bông chùm ha. Cô chú anh chị thấy ha, tương lai của giả bạch kim á là nhà vua của loài mai giảo nha cô chú anh chị. Nó ở ngoài á nó rất là đẹp, rất là sang, rất là dễ thương. Đây cô chú anh chị thấy cái lá nó ửng màu hồng nè ha. Lá nó ửng màu hồng rồi đọt thì nó màu cẩm thạch nè cô chú anh chị. Nhìn nó, cây nó rất là đẹp, rất là sang. Cái này là em mua gốc quế quán rẻ cô chú anh chị. Đấy, em mua thì tùy cây nha cô chú anh chị ha. Tùy cây thì giá do cái đế của nó thôi, tầm khoảng từ 200 đến 250 một cây đế quán rẻ như thế này. Mà nó rất là mạnh cây nha cô chú. Nếu mà cây này em đặt lá ha, chắc bữa nào em sẽ đặt lá cây này cho cô chú chị xem. Mấy cái nụ nó nè, nó sẽ nở hoa nha quý cô chú nha. Em có được 7 cây nha cô chú anh chị. Để em có 1 cây cao nữa nè. Dạ. Đây. Cô chú anh chị thấy nó rất là nhanh. Hôm bữa em mua mới có khoảng 2 tuần mấy thôi mà giờ nó cao lên gì nè. Tràng nó, cây nó rất là mạnh cây nha cô chú. Cái này nữa là nó sẽ liền cốt trong tương lai ha cô chú anh chị. Cây mình nó sẽ rất là mạnh, rất là khéo cây luôn á. Cái này em làm nó gãy gãy cuốn á. Con mình màu vàng hết cô chú. Đó. Chứ không phải là hôm bữa kênh có quay á, khi có một số cô chú anh chị vô comment nói kênh là lừa đảo hết cô chú, nói giả bạch kim bông màu trắng sao bông màu vàng. Thì hôm nay em cũng quay nhiều, khá là nhiều clip rồi, em cho cô chú anh chị xem mỗi một lúc nó ra hoa thêm cho mình ha. Đó, bông đẹp dễ thương lắm nha cô chú. Nó cẩm thạch ha. Bên này nữa nè cô chú anh chị nha, nó có mấy cây luôn á, có bông đã luôn, nụ nó chưa nở nè cô chú. Cái đọt của nó nè cô chú anh chị ha, có khi có đọt màu đỏ ha cô chú anh chị, có khi thì có đọt màu chưa đỏ đậm. Lá thì cẩm thạch nè ha cô chú nha.
Và em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn một ít điều thú vị về giảo bạch kim vậy nha. Em kính chúc cô chú anh chị các bạn luôn luôn thật là vui vẻ, hạnh phúc, thành công, luôn luôn thật là may mắn trong mọi lĩnh vực nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị các bạn nếu mà mua giống này thì trên kênh mình có quay rất là nhiều ha. Cô chú anh chị yêu thích nhấn đăng ký kênh, coi các clip trên kênh mình lên có giảo bạch kim ha, từng nào cũng có hết nha cô chú anh chị.